Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình lại giới thiệu anh em một cái dòng sản phẩm, tức là cái dàn lạnh lắp thêm cho những cái dòng xe ô tô hoặc là máy xúc, máy công trình chưa có dàn lạnh. Đấy, gọi là chưa có hệ thống điều hòa, nhưng mà đây nó là cái dàn treo ở trong khoang lái thôi nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái chi tiết cụ thể này. Đấy, cái dàn này nó gọi là dàn G400. Đấy, dòng dàn này thì quạt gió nó rất khỏe nhé. Đấy, mà gió nó rất mạnh luôn. Riêng cái dàn này mà nó lại có 4 cửa gió ra này. Đấy, 4 cửa gió ra. Đấy, cái này có thể mình treo hoặc là mình đặt ở dưới cái mé đằng chỗ táp lô này, hoặc là treo chỗ đằng sau người ngồi đấy, hoặc là bất kỳ một cái vị trí nào ở trong khoang lái. Cứ vị trí nào thuận tiện nhất thì mình có thể mình treo. Đấy, riêng cái loại này thì nó hay một cái như này này, nó có một cái miếng ốp gỗ này, miếng gỗ ốp ở đằng sau luôn này. Đấy, xong mình treo cái là mình bắt vít thẳng vào thôi, bắt vít thẳng vào mấy cái lỗ này. Đây, mình nói đây ví dụ như cái này nhé. Đấy, ốp thẳng vào luôn. Này là ống thoát nước này. Bộ này nó đi theo các cái đầu co này, băng dính này. Nhưng mà cái thằng dàn này nó hay một cái này này, là dàn này nhá, mình đã tháo ra rồi, tức là bên trong của nó lại dàn đồng. Đây mình bật mí cho các bạn xem, đồng. Đấy, bằng đồng nhé. Bằng đồng thì lạnh rất sâu. Riêng bằng đồng lạnh rất sâu. Và van vuông. Đấy, lắp đặt thì dễ lắm, nó có 3 dây này thôi, rất dễ luôn. Mà cái thằng này cái ưu điểm của nó nhé, là nó là cái bằng cơ, chỉnh cơ. Thực ra thì cái hàng hóa hoặc tất cả mọi thứ mình không mong muốn hỏng hóc, nhưng mà ngược lại là khi cái này nó hỏng hóc ấy, thì cái đồ vật liệu thay thế sửa chữa nó rất dễ. Nó không như là những cái điều khiển bằng mạch nhé. Đây hoàn toàn bằng cơ hết. Đây là có chỉnh, cái này là chỉnh độ lạnh lông, lạnh sâu này, ngắt sớm ngắt muộn của lốc này. Còn đây là công tắc chỉnh to nhỏ này. Đây là cái dàn thứ hai, tức là cái dàn này mình gọi là dàn ốp trần. Đây các bạn nhìn này, toàn bộ cái này là mình ốp thẳng lên trên trần. Cái dàn này của nó thì lại là có 7 cửa gió. 7 cửa gió. Dàn này thì gió cũng rất mạnh và rất khỏe. Hai cái dàn này nó tiện lợi cái là toàn bộ là hệ thống cơ nhé. Cơ thì nó đơn giản hơn. Đấy, nó cũng có cái chỉnh độ lạnh lông, lạnh sâu này. Đấy, con này thì dàn này thì nó có công tắc tắt bật ở đây luôn. Dàn này nó cũng là dạng là dàn van vuông ấy. Riêng những cái dàn van vuông này có đầu ra sẵn như này chờ này rất tiện lợi này. Van vuông thì nó lạnh rất sâu. Và dòng này là nó quạt, mình gọi là quạt đòn gánh, tức là hai cánh hai bên thì nó cái lượng gió nó ra rất nhiều, rất khỏe. Cái dòng dàn này thì mình có đủ dàn 12V, 24V đều có hết tất cả. Đây, cái dàn này nó cũng là dàn ốp trần, tức là nó có cái ốp bằng gỗ đằng sau này. Đấy, như cái dàn này là dàn 24V này. Đấy, ghi sẵn luôn đây rồi. 12V có. Chuyên độ chế cho những cái dòng máy xúc này, hoặc là những cái xe ô tô mà chưa có dàn lạnh điều hòa, hoặc là trong xe nó chưa có gì hết, không có quạt gió, bởi vì nó ra những cái dòng xe nó không, người ta thiết kế không có điều hòa ấy, thì mình chế những này vào nó tiện lắm, tiện lợi lắm. Cái này thì nó có đầy đủ hết phụ kiện này, từ ốc vít này, ống thoát nước này, ống bảo ôn này, đầy đủ hết. Thì đây mình vừa sơ qua cái hai cái dàn lạnh Hai cái dàn lạnh này là cái ưu điểm của nó là rất là chuẩn, rất là tốt. Đấy. Những cái dàn bằng đồng này thì là lạnh sâu này. Thằng này là dàn này là bằng nhôm này. Nhưng mà được cái là van vuông này thì là nó lạnh sâu. Này nó cũng đầy đủ phụ kiện. Thì mình vừa giới thiệu xong hai cái dòng sản phẩm dàn lạnh lắp thêm trên xe, những cái dòng xe chưa có điều hòa nhé, hoặc là chưa có quạt gió, không có một cái gì hết đấy, thì lắp cái này nó rất là tiện lợi. Đấy, anh em có nhu cầu tìm hiểu vào cái dòng sản phẩm này có thể liên hệ với số điện thoại ở trên góc màn hình, hoặc là mình bấm số luôn là 076 9086 33. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo nhé.